Em Kim Cairo xin kính chào các bác. Hôm nay em giới thiệu với các bác là hệ thống âm thanh trên nâng cấp trên một chiếc Mazda CX-5. Hệ thống này là hệ thống 3-way full active. Việc đầu tiên mà em giới thiệu với các bác về cái hệ thống này đó là cái về phần đầu phát. Phần đầu phát là được nâng cấp với cái đầu M08 model mới nhất của năm 2020-2021. Vâng, M08 của thương hiệu của Alpine. Thì cái anh bạn này là rất nhiều thứ hay ho và chơi những định dạng âm thanh cao cấp nhất bây giờ, đó là định dạng DSD. Vâng, chơi được cả Hi-Res và cả DSD. Thì thêm cái phần màn hình hiển thị Multiplayer. Cái này sẽ được nối lên ở cái phần phần điều khiển của bác tài xế. Vâng, qua cái dắt cắm. Còn đây là cái đầu M08. Đây là cái thiết bị mà dành cho những bác rất là yêu và đam mê âm nhạc. Nó chỉ phát nhạc thôi các bạn, nó không có cái chức năng về hình ảnh, không có những cái chức năng khác. Thì có thể kết nối được với cái hệ thống đầu nguyên bản. Ví dụ như là nó sẽ có đường AUX in, đường high level in, đường RCA in. Thì nó sẽ kết nối được. Thì những cái này là những xe đặc biệt như xe VinFast, xe Ford, xe Mazda, tất cả những cái xe mà muốn nghe chất lượng âm thanh hay mà không muốn thay cái đầu nguyên bản thì cái đây là cái giải pháp thì hiện tại thời điểm hiện tại là em thấy là ưng nhất. Rồi tiếp theo là đến phần bộ giải mã. Phần rồi giải mã thì sẽ được dùng cái DSP H8 của Hệt. Tiếp theo đó là cái hệ thống loa 3-way. Hệ thống loa 3-way thì của một thương hiệu đến từ Italy, là thương hiệu ESB. Vâng, cái loa này là mã 5.6K3. Cái loa này là màng bằng carbon. Vâng, mid là mid dom. Cho nên là cái hộp cộng hưởng của nó là cần rất là nhỏ, gần như là chỉ là tạo hình thôi cho nó kêu thôi. Còn nó không hợp thì nó vẫn kêu được bình thường. Dạ. Thế còn đây là cái tép. Đây mới là cái tép. Vâng, cái tép carbon. Ngoài ra là cái này là các bác đổi, các bác nhìn thấy một bên đỏ, một bên đen. Thì cái này là đổi theo style bác nhé. Đó là các bác muốn carbon mà mình đi bọc carbon thì em rút cái này ra. Bọc cho bác carbon hoặc sơn màu đỏ, màu hồng, màu vàng gì cho nó hợp mệnh hoặc là cho nó vui mắt. Đó, thì cái này nó rất hay. Cái phần phân tần. Đây là phần phân tần. Vâng. Phân tần mà khi mà mình đã dùng DSP full active rồi thì cái phân tần 3-way này không dùng nữa. Mặc dù là nhìn rất là xịn sò nhưng mà tụ thì to. Vâng. Vậy tất cả những cái rắc cắm kết nối là rất là chỉnh chu, là mình chỉ đấu rắc cắm vào là xong. Nhưng mà chơi full active thì sẽ không cần. Đây là âm ly Zapco. Âm ly Zapco 6 kênh. 6 kênh không kèm DSP, nó có hai mã, một là 6X DSP và một là 6XXQ, có nghĩa là 100 mã một kênh nhưng không kèm DSP thì sẽ sử dụng cái DSP của H8. Đó là cái cách mà cái cấu hình do bác chủ xe, bác cái ưng và bác chọn. Tiếp theo đó là cái súp rất phật. Cái súp này là cái súp côn mỏng. Thế thì lợi thế là của cái súp côn mỏng á thì là cái thùng rất là nhỏ. Thay vì các bác dùng một cái thùng rất là to thì cái thùng của cái phật này nó từ 14 lít trở lên là đã có thể là kêu được rồi. Oánh uy lực rồi. Đấy. Thế thì về cái mặt thiết kế, em ơi, về mặt thiết kế thì cái vanh mút rất là dày. Và cái vanh là vanh cao su, không phải mút, vâng, vanh cao su. Màng là bằng carbon. Như vậy thì có thể nói là cái bộ loa này là full carbon cũng được. Loa cánh sau sẽ được dùng là với cái loa SB 2.6K2. Vâng, cái model là cái model thần thánh. Model là thần thánh, tại sao em gọi là thần thánh và là rất nhiều các bác yêu mến, về mấy trăm cặp mà hết rồi. Đấy, model là model thần thánh. Thì tất cả những cái bác mà đã nâng thì đều ưng ý với em nó cả. Trông thì cũng xanh đỏ, rất là nhôm nhựa, nhưng mà lại đem lại cái chất âm rất là dễ mến. Và nó có thể không cần dùng âm ly đánh thẳng vào đầu nguyên bản, hoặc là có thể dùng âm ly loại nhỏ. Vâng, âm ly loại nhỏ, không cần công suất lớn. Thì cái anh bạn này là thiên về Bolero, thiên về acoustic, nhẹ nhàng. Cái tiếng bass của nó thì cái tiếng bass tại loa này thì là cũng xuống được sâu. Nhưng mà khi mà mình cắt bass sâu quá, bass cánh sâu quá mà không có súp bù
thì nó sẽ bị kéo cái âm hình xuống, nó kéo cái âm trầm xuống, làm cho cái bài hát hoặc là cái bài mình nghe nó bị mất chi tiết. Thì cái việc này thì là mình không nên. Mà khi mà các bác lắp thì loa cánh ưng rồi thì nên bù thêm một cái súp gầm ghế hoặc là súp hơi. Thì khi mà nói đến súp hơi, em lại nói lại về cái vấn đề súp hơi. Thì cái súp hơi mình để ở đằng sau xe. Thế thì về mặt kỹ thuật thì trước ngay là nếu như mà cái súp hơi mà mình không, cái sóng của sóng âm trầm á, là nó luôn luôn đi chậm. Và nếu cắt càng sâu ấy, thì đi càng chậm. Thế dẫn đến là người ngồi trên khoang lái mà muốn nghe được cái tiếng súp này thì lại phải có cái anh bạn DSP này. Thế thì công việc của hai anh này làm việc thì như thế nào? Công việc của hai anh này là cái anh bạn DSP H8 này sẽ đưa cái tần số của anh súp này, thứ nhất là đồng pha với những cái loa cánh và đồng pha với những cái loa mid. Cái điều thứ hai là về mặt thời gian, là do cái sóng của cái âm sầm này đi chậm thì coi như là mình lại phải, cái người làm âm thanh ấy, là phải đưa cái anh súp này đồng thời, tức là cùng một lúc là về mặt thời gian là hài hòa đồng đều, để cho một bản nhạc là không có bị gọi như trong cơn mưa là tiếng sét đến trước, chớp đến trước mà sấm đến sau đó. Đấy, các bác có hình dung được như vậy. Thì cái súp này nó ở đằng, để đằng khoang cốp sau, nhưng mà lúc mà cân chỉnh xong thì nó có thể ở trên khoang lái. Vâng, thì cái mình chọn được vị trí cái súp nó rơi nhá, cái điểm cộng hưởng của nó, em cứ nói dân dã để các bác tham khảo. Đấy, còn về mặt kỹ thuật thì sẽ được xử lý. Tiếp theo là cái loa cột A ba quay này thì sẽ được lên trên cột A, sẽ được trang điểm cho cột A. Thế còn là cái loa 206K2 và cái tép lụa này thì sẽ được gắn ở đằng sau. Thì cái model CX5 này là cái model nhập khẩu, cho nên cái loa là ở trên cột gần đằng sau cơ, chứ không phải là ngay chỗ cánh. Để làm về cái hệ thống này thì cái việc quan trọng nữa đó là cái việc mà em phải lưu ý, đó là về hệ thống điện. Hệ thống điện thì ở đây em sẽ dùng hệ thống tụ bù của DB. Vâng, 10 microfarad là dư với dàn này, nhưng mà sau này biết đâu bác chủ còn nâng cấp. Cái dàn này thực ra là 3 microfarad là đủ rồi. Vâng, nhưng mà càng lớn thì cái độ bù điện càng nhanh. Thế thì đặc biệt là Mazda thì về cái EQ ấy là cũng em không hiểu tại sao, nhưng nhiều bác kêu là nó rất là gọi là tốn phần EQ ấy. Thì nên đối với Mazda thì em tư vấn thêm cái bộ bù tụ điện này để đảm bảo ra là âm thanh luôn luôn căng, có nghĩa là điện không bị đói. Hệ thống dây nguồn và dây dẫn là hệ thống dây này là đi 4G và ra 8G. Hệ thống cầu chì là có thể từ 80 cho tới 125, thì cái này là tùy vào dây dẫn và tùy từng cái khi mà sau ghi mình chia, để đảm bảo là hệ thống điện là riêng biệt với hệ thống nguyên bản của xe, không có ảnh hưởng gì, và nó ngắt cầu chì từ cầu chì tổng. Tiếp theo đó là một cái âm ly mono đánh súp. Âm ly mono đánh súp, đây là âm ly mono đánh súp. Thì cái súp này là nó tiêu tốn khoảng độ, với công suất thực thì được khoảng độ 350 đến 370W. Vâng, công suất thực. Thế còn công suất mắc của nó thì chắc là cũng công bố vậy thôi, nhưng mà cái hãng này thì hãng khá nổi tiếng, cho nên là họ làm với gọi là hiệu suất cao. Thì nó sẽ có một cái âm ly mono. Âm ly này, âm ly mono để kéo súp. Âm ly mono.